cặp đít khỉ. Ngày xưa, khỉ và cua là đôi bạn thân, sống bên nhau vô cùng tâm đầu ý hợp. Ơi, xem kìa. Khỉ ơi, xem này, mình nhặt được một hạt ngô. Mình cũng nhặt được hạt hồng này. À, thì ra lúc bạn chạy ra kia là nhặt hạt hồng đó hả? Ừ, hôm nay đúng là ngày may mắn của chúng ta. Đúng vậy, cậu vừa chạy đi thì mình nhìn sang bên cạnh cũng thấy hạt ngô to tròn này. Hạt ngô ăn ngon hơn hạt hồng. Hạt hồng thì chắc xích à. Mình thật là sơ suất. Lẽ ra nhìn sang bên cạnh, có phải mình cũng thấy hạt ngô trước rồi không? Cô ơi, cậu xem nè, hạt hồng của mình to hơn hạt ngô của cậu. Để mình đổi cho cậu nhé. Quý cậu lắm mình mới đổi đó. Ôi, cậu đổi cho mình thật sao? Ừ, thì không phải cậu là bạn thân nhất của mình hay sao? Nào, đưa hạt ngô đây mình đổi cho. Đấy, nhất cậu nha. Giờ thì mình có việc phải đi chỗ này một chút. Chào cậu. Vậy là mình có hạt ngô rồi. Giờ ra đây mà chén một mình thôi. Cua thật ngốc, tưởng hạt to mà thích à. Sao mà cậu ta không bằng mình được. Ngon quá. Nhai cẩy thật là bùi và ngọt. Chỉ có một hạt hồng, nếu mình bóc ra ăn thì cũng chẳng được đáng là bao. Chi bằng mình đem đi trồng trong vườn, có khi nó lại lên được thành trái cây tươi tốt và ra trái ấy chứ. Khi đó cây có nhiều trái, mình tha hồ ăn lại, còn có cho cả khỉ nữa. Quyết định vậy đi. Nào, hạt hồng của ta hãy lớn lên thành một cây hồng ở đây nha. Thời gian sau. Xem những quả hồng chín đỏ kìa, thật tuyệt quá. Ôi, cây hồng của mình thật là giỏi, lớn thật nhanh và đa nhiều trái thế này. Phải đủ khỉ đến xem cây hồng của mình mới được. À, khỉ kia rồi. Bạn khỉ ơi. Bạn cô đấy hả? Chào bạn. Khỉ ơi, bạn đang bận gì không? Qua khu vườn của mình chơi đi, mình có thứ này muốn cho bạn xem. Thú gì dạ? Bạn cứ qua là biết ngay mà. Đi. Ôi, cây hồng sai tiểu quả kia. Đó là cây hồng mình trồng từ hạt hồng mà bạn đổi cho mình đó. Thật thế sao? À, quá ra nhờ có mình đổi cho bạn hạt hồng mà bạn mới có cây hồng này nha. Giờ quả của nó chính thế kia, chẳng lẽ mình không có phần? Có chứ, có chứ. Mình đổ cậu đến đây là để chia phần cho cậu nữa mà. Ờ, phải thế chứ. Để mình trèo lên cây hái quả. Hái cho cả mình nữa nha. Ôi, hồng chín ngọt ngon quá. Khỉ ơi, hái cho mình với. Hái hộ nữa sao? Đáng lẽ ra cây hồng này là của mình hết. À, đúng rồi. Việc gì mình phải hái cho cậu ta quả chín cơ chứ. Cho cậu ta quả xanh là tốt rồi. Cô ơi, của bạn đây. Mình bắt được rồi. Ừ, chúng mình cùng chia nhau ăn hồng nhé. Ừ, được. Nhiều hồng thế này, chúng mình sẽ ăn thỏa thích. À, chát quá. Khỉ ơi, cậu hái cho mình quả chín đi. Quả này còn xanh chát lắm. Quả đã chín rồi, còn gì nữa. Có miệng cậu chát thì có. Đây, cậu thử quả này nữa xem nào. Chát, chát lắm. Ngon quá. Khỉ ơi, bạn hái quả chín ăn, sao lại chỉ hái cho mình quả xanh như vậy hả? Cây hồng này là do mình trồng và chăm sóc, nó mới có được quả như vậy. Mình đã có lòng tốt mời cậu đến ăn cùng, mà cậu thật quá đáng, chỉ thả cho mình quả xanh như thế à. Ờ, cái bạn cô này nói hay nhỉ. Thế hạt hồng là của ai?
không có hạt hồng của mình thì bạn có cây này chắc. Thì hôm đó mình đổi cho bạn hạt ngô của mình rồi còn gì. Mình không cần biết, hạt hồng là của mình thì cây hồng cũng là của mình. Mình đã hái cho cậu rồi mà cậu còn chê thì kệ cậu. Cậu thật ngang ngược. Tốt nhất là cậu nên ở yên trong hang đi, đừng làm phiền mình thưởng thức hồng. Cậu thật xấu xa, cho cậu chừa này. Ôi đau quá, thả ra, thả ra. Không thả. Ôi đau quá. Cô ơi, thôi thả ra đi. Mình sẽ hái hồng chính cho cậu. Mình không cần nữa. Cũng nhờ quả hồng mà mình hiểu cậu thật là người bạn xấu. Mình đã lúc nào cũng nghĩ tới cậu, thế mà cậu chỉ thật tham lam và xấu tính. Cô ơi, tha cho mình đi. Mình biết mình sai rồi. Nếu cậu thả ra, mình hứa sẽ tặng cậu những sợi lông mượt mà của mình, coi như lời xin lỗi. Thôi được rồi, lần này mình tha cho cậu đó. Vậy là sau khi năn nỉ cùa tha cho, thì cuối cùng cùa cũng thả khỉ ra. Cũng từ đó, trên càng của cùa mới có lông. Đó là lông của khỉ cho cua. Còn khỉ thì chưa không dám xấu tính với ai nữa, và có cặp mông tấy đỏ đến tận bây giờ. Tình bạn sẽ đến khi ta biết tôn trọng nhau. Tình bạn sẽ mất hết khi ta chỉ biết ích kỷ, tham lam. Nhà Thiên Văn Học. Ngày xưa, có một nhà thiên văn học vô cùng say mê nghiên cứu bầu trời và các vì sao. Suốt cả ngày, ông ngồi nghiên cứu bản đồ, biểu đồ và các sách cổ thiên văn để nâng cao kiến thức của mình mà chẳng để ý gì đến cuộc sống xung quanh. Quá tuyệt vời! Sao đêm nay sáng rực rỡ, không phát đồ ngày ra săn sao thì quá uổng phí rồi. Biết đâu ta lại tìm thấy gì đó thú vị trên bầu trời xa xôi kia. Ê kìa, chẳng phải là nhà thiên văn học mê đắm những vì sao đấy ư? Đến hẹn lại lên, cứ tối đến lại phát dụng cụ đi tuốt tận đâu ngắm sao. Ngày đầu có hôm đến sáng còn chưa thấy về kìa. Ông ta bị mê hoặc bởi sự hình thành của các chòm sao và cứ nhìn chằm chằm mê mẩn ánh sáng rực rỡ của chúng trên bầu trời vào những đêm quang đãng. Đấy, xem kia kìa, ở đây chẳng ai là không biết thói quen và sở thích của ông ta đâu. Ôi, ánh sáng của chòm sao này mới rực rỡ làm sao. Trời ơi, suốt ngày ngẩng cổ lên trời, có để ý đường xá gì đâu. Ông ta đi về đâu mà chẳng giống nhau. Khéo cho ông ta ngắm sao thay cơm, ông ta cũng bằng lòng ấy chứ. Rõ là mấy người tầm nhìn hạn hẹp, chẳng hiểu gì về khoa học, về sự cống hiến cho nhân loại, dám nói năng linh tinh trù éo mình. Phải đi xa hơn ra cổng thành cho thoải mái mới được. Ta sẽ đi về nơi nào dễ ngắm được sao nhất. Nơi này thật là tuyệt, quá trời yên tĩnh, không sợ bị ai làm phiền nữa. Không gian trong vắt thế kia, những vì sao lại càng lấp lánh hơn. Suýt nữa thì mất mạng, may mà cái giếng cạn nước. Sao giữa đường lại có cái giếng sâu hắm thế này cơ chứ? Ôi trời đất ơi, cứu tôi với, có ai không? Dù là có cạn nước, nhưng ở dưới đấy cái giếng sâu giữa ngoại thành hoang vu, giữa đêm tối không người qua lại, làm gì có ai biết mà cứu mình chứ? Không được rồi, nhất định phải tìm cách lên thôi. Không thể đã có điểm tựa để leo lên, cũng không một sợi dây hay đồ nghề gì cứu nạn. Ai có ngờ mình đi ngắm sao lại rơi vào khốn cảnh chứ? Hơi mắc kẹt thật rồi. Cứu tôi với, cứu tôi với. Tôi mình thế này, mình đi vào đường hoang vắng vẻ thì còn hy vọng ai đi qua đây. Đến sáng cũng sẽ chẳng ai đến đây mất. Nhưng bây giờ đồ ăn chẳng có, nước uống thì không. Giải pháp duy nhất là hét cầu cứu tiếp.
May thì có ai nghe thấy, nếu không mình sẽ chết mất thôi. Trời ơi, cứu, cứu tôi với, cứu tôi. Anh đang làm cái quái gì ở dưới thế? Nhà Thiên Văn Học mừng quýnh giải thích sự tình việc mình vì quá say mê nghiên cứu sao mà ngã xuống giếng hoang. Hỡi cứu tình của tôi, hãy giúp tôi thoát khỏi cái giếng này đi. Anh có vẻ là một người đi săn, chắc có nhiều dây rợ và đồ nghề có thể giúp tôi trèo lên. Tôi gặp anh đúng là gặp thần may mắn rồi. Nè, nhà Thiên Văn Học, ban nãy anh kể là anh đang mãi vừa đi vừa ngắm sao trên trời rồi rơi xuống cái giếng này à? Ờ đúng vậy, tôi quá để tâm đến những vì sao trên bầu trời cao kia. Anh thợ săn à, anh nhìn kìa, những ngôi sao lấp lánh ấy là lẽ sống của đời tôi. Thiếu chúng có lẽ cuộc sống của tôi chẳng còn ý nghĩa. Tôi quá bận ngắm sao nên bị ngã xuống cái giếng chết tiệt này. Không, nếu anh đã thật lòng khi nói rằng anh quá bận rộn nhìn lên trời đến nỗi chẳng buồn để ý xem đôi chân đưa anh đến đâu, vậy thì anh xứng đáng ở dưới một cái giếng đấy. Cứ ở đây và suy ngẫm về cái cách mà anh đã bị ngã xuống cái giếng này cho tới khi có người kéo anh lên. Tôi nghĩ như vậy sẽ khiến anh tỉnh người ra đó. Nhà Thiên Văn Học à, anh quá bận rộn nhìn trên trời đến nỗi chẳng buồn để ý xem đôi chân đưa anh đến đâu, vậy thì anh xứng đáng ở dưới một cái giếng. Không, không, cứu tôi với, tôi không muốn. Đừng chỉ đưa mắt hướng vọng theo những thứ xa xôi, phải luôn nhìn kỹ và xem mình hiện tại đi đến đâu. Nếu không, thế nào bạn cũng sẽ lâm vào cảnh gây go. Đăng ký kênh ngay đi nào. Mỗi ngày, bài học cuộc sống sẽ cho bạn xem các video thú vị nhất.